Tôi đã từng ra ngoài Hà Nội là tôi đi phụ hồ để lấy tiền kêu oan cho chồng tôi. Mấy trong dòng mấy năm rồi, mỗi ngày được 120. Tối thì là thợ thuyền là người ta khắc xếp chỗ ngủ cho. Thế còn mà những ngày mà mình không đi làm phụ mà mình đi gửi thì là tối đến là cũng cứ ngủ ở vỉa hè cùng với người ta. Ra Hà Nội thì mình đi đâu thì mình không biết đường đi thì lại cứ phải thuê xe ôm. Thuê ôm thì mình ra lỡ ngớ mọi lần, có lần thì mình thuê xe ôm mình thuê phải cái thằng cướp. Nói thế là nó tưởng là mình thấy tay sách lánh mang, nó tưởng là đi ô xin về. Thế nhưng mà không ngờ là mình đi kêu oan, nó kèm được lửa đường rồi nó bảo thế mày có tiền, bà có tiền có tiếc thì lôn hết ra đây cho tôi. Bảo tôi đi kêu oan cho chồng tôi chả có cái gì cả, trong túi lúc bây giờ chỉ còn có 50.000 để lấy tiền về thôi, không có tiền. Thế là nó bảo ta mà lục được túi mày có tiền thì ta đập mày chết. Vâng đấy, tôi xuống đây tôi cho các anh lục đây, toàn giấy tờ tôi đi kêu oan đây. Thế là biết là giở giấy tờ ra, toàn giấy tờ đi kêu oan, nó biết không có tiền nên là nó chửi. Thế là còn 50.000 lại phải đưa lốt cho nó. Ba chị em đi nắm cơm đi, có tiền ăn đâu. Con gái thôi, đứa nào nó cũng tập trung, có đồng nào tập trung cho mẹ để mang đi tiếp tế cho cậu. Nó không có cái khổ dục nào như chị em tôi, nó quá oan. Không phải mà cái thằng nó giết bây giờ nó vẫn nhở nhơ ngoài phòng pháp luật. Khi cái tuổi đó đấy, nào chỉ muốn khóc rồi. Em thì làm hai nghề thợ xây với thợ mộc, mỗi lần làm về được cầm 1 triệu 2 triệu đưa cho mẹ. Bố em bị bắt rơi xong thì nói chung là em cũng phải đi nghỉ học đi làm lấy tiền cho mẹ. Lúc đấy thì công ty chưa đủ tuổi, em phải vào trong Đà Nẵng bế con cho anh trai nhà bá ruột ấy. Thì mỗi một tháng anh trả là 500 gửi tiền về cho mẹ để mẹ đi kêu oan cho bố.